Cuộc sống trong thời đại vàng, chương 19, các vị thần phủ nhận. Chúng ta đã thảo luận về sự tách biệt và xem xét nguyên nhân gốc rễ của nó. Bây giờ chúng ta hãy đi theo sự tách biệt để đến kết luận đầy logic mà nó đưa đến. Sự tách biệt dường như là một trường hợp mà một người lựa chọn từ một tầng thứ cao của hiện hữu, đi từ sự thần thánh đến bóng tối hoàn toàn và sau đó dần dần trở lại sự thần thánh theo con đường phát triển xoắn ốc. Tuy nhiên, có lẽ điều này không hoàn toàn đúng. Giả sử trạng thái trước khi tách ra, thiên đường, khu vườn địa đàng hoặc bất cứ cái tên nào mà bạn muốn gọi, không phải là sự thần thánh thực sự, mà chỉ là một trạng thái bình ổn trên con đường học tập của Thượng Đế đang phát triển và mở rộng đến vô hạn. Không chỉ là Thượng Đế vẫn chưa hoàn thành với chúng ta, Ngài cũng chưa hoàn thành với chính Ngài. Có lẽ nào Thượng Đế vẫn đang học bài học về sự phủ nhận. Chúng ta sẽ thấy bài học này diễn ra ở rất nhiều tầng thứ lặp đi lặp lại. Đây là một ví dụ. Một linh hồn đang phát triển, khi anh ấy, cô ấy phát triển trong nhận thức, chúng ta sẽ sử dụng anh ấy từ bây giờ để cho thuận tiện. Anh ấy ngày càng hiểu biết nhiều hơn và do đó sức mạnh và sự sáng tạo ngày càng lớn hơn. Cùng với nhận thức này, trách nhiệm cũng ngày càng lớn hơn. Linh hồn này có thể thấy rằng ánh sáng mở rộng và bóng tối thu lại. Bởi vì nhận thức của linh hồn đã trở nên mở rộng, linh hồn quyết định rằng sự mở rộng là đang mong muốn hơn là sự thu lại. Sau đó anh ta bắt đầu thích ánh sáng hơn bóng tối. Điều này là ổn và phù hợp. Cho đến khi sở thích trở thành nhu cầu, chứng nghiện. Bây giờ bóng tối đã trở nên không thể chấp nhận được và linh hồn tìm cách vượt ra ngoài nó. Và đây là nơi mà vấn đề bắt đầu. Linh hồn đã trở nên mê hoặc bởi ánh sáng và bắt đầu tin rằng mình đã tiến hóa xa hơn so với mức độ thực tế của mình. Anh ta bắt đầu phủ nhận bóng tối và tin rằng anh ta đã vượt qua nó. Anh ấy sợ phải thừa nhận rằng mình vẫn còn những khía cạnh chưa được khai sáng. Vì vậy, anh ta phóng chiếu một hình ảnh của sự giác ngộ và trở nên gắn bó với hình ảnh đó, không nhận ra rằng anh ta đã tách biệt ra khỏi bóng tối và chia cắt nó ra khỏi phần còn lại của anh ta. Bóng tối đi vào sự phủ nhận, nơi nó tiếp tục tạo ra một cách vô thức cảm giác sợ hãi, tức giận, đau buồn và thịnh nộ bắt đầu tích tụ bên trong. Ý chí của linh hồn, hay còn gọi là cảm giác về cái tôi, ngày càng nắm giữ nhiều hơn bóng tối bị phủ nhận, cho đến khi cảm xúc trở nên không thể chịu đựng được và phải được thể hiện bằng cách nào đó. Nhưng linh hồn đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Anh ấy trở nên gắn bó với hình ảnh giác ngộ của mình. Anh ấy đã phóng chiếu hình ảnh này ra thế giới và do đó nhận trách nhiệm chữa lành cho dân chúng. Anh ấy đã trở thành một vị thầy, một giáo sĩ hay một nhà lãnh đạo vĩ đại. Và mọi người tìm đến anh ấy để biết về sự thật, mong đợi được nhìn thấy hiện thân của sự thật trong con người anh ấy. Ý chí của anh ấy bây giờ cảm thấy tuyệt vọng, bắt đầu tạo ra các tình huống ở thế giới bên ngoài được thiết kế để phản chiếu ngược lại linh hồn những vấn đề chưa được giải quyết của anh ấy. Nó cố gắng thu hút sự chú ý của anh ấy bằng cách vẽ ra những tình huống khó chịu, mang lại cảm giác tiêu cực. Nhưng linh hồn tin rằng anh ta không nên cảm thấy như vậy, và đặc biệt là không thể hiện nó ra. Rốt cuộc, anh ta tự hào về bản thân là người vượt lên trên sự tức giận hoặc vượt lên trên sự sợ hãi, và anh ấy không muốn để những tín đồ của mình thất vọng. Vì vậy, anh ta tiếp tục mở rộng tâm linh trong khi ý chí của anh ta chịu đựng trong đau khổ. Tình huống này đến tình huống khác xảy ra, gợi lên cảm giác tiêu cực của anh ta, và hết lần này đến lần khác anh ta nhồi nhét chúng. Tôi chắc rằng bạn đã từng nghe câu nói càng leo cao càng té đau. Chà, sớm hay muộn những cảm giác bắt kịp anh ấy và linh hồn chợp lấy. Sức mạnh to lớn của anh ta được giải phóng trong cơn thịnh nộ của những cảm xúc chưa được giải quyết, và anh ta tạo ra một thảm họa khủng khiếp. Đó có thể là một vụ bê bối tình dục của guru hay một cuộc chiến trên thiên đàng. Kết quả đều là sự hủy diệt. Tôi tin rằng các vị thần của tôn giáo và thần thoại là những linh hồn đã tiến hóa đến một trạng thái thần thánh,
nhưng chưa hoàn thành các vấn đề ý chí của họ, cảm xúc. Cuối cùng, họ giải phóng một luồng lửa địa ngục và diêm sinh xuống trái đất khi họ không thể cầm cự được nữa. Tôi tin rằng chính Thượng Đế đã phải học bài học này. Lưu ý điều này không có nghĩa là không có khía cạnh của Thượng Đế yêu thương vĩnh viễn và vô điều kiện. Vấn đề này áp dụng cho khía cạnh của Thượng Đế vẫn đang phát triển và tiến hóa thông qua chúng ta. Càng phát triển, chúng ta sẽ càng nhận ra bản thân đang ở trên con đường của sự phủ nhận càng sớm hơn, và vì thế sẽ có càng ít tích tụ tiêu cực trước khi chúng được giải phóng. Mặc dù tình trạng diệt chất có vẻ vẫn có thể xảy ra trong tương lai gần của trái đất ở một tầng thứ, nhưng tôi không tin rằng mọi việc sẽ nghiêm trọng như vậy. Tại sao? Chúng ta đã trải qua quá trình phát triển và sụp đổ trong quá khứ, và lần sau tính phá hoại ít nghiêm trọng hơn lần trước. Tất nhiên, chúng ta đang nói về các chu kỳ chính trong vòng xoáy của sự tiến hóa. Mỗi vòng trong xoắn ốc là một chu kỳ vũ trụ khoảng 26.000 năm. Sự hủy diệt của Mandes tinh từng tồn tại và giờ là vành đai tiểu hành tinh đã xảy ra cách đây khoảng 4 triệu năm. Bầu khí quyển của sao Hỏa đã bị phá hủy bởi chiến tranh hạt nhân khoảng 1,4 triệu năm trước. Lemuria đã bị phá hủy vào khoảng năm 130.000 trước công nguyên. Atlantis đã kết thúc trong sự diệt vong vào khoảng 25.000 năm trước. Mỗi sự kiện trong số này đều ít nghiêm trọng hơn lần trước. Với Mandes, một hành tinh bị nổ tung, với sao Hỏa hầu hết các nền văn minh đã bị hủy diệt. Nhưng hành tinh này vẫn tồn tại. Lemuria và Atlantis có nhiều sinh mệnh sống sót. Và bây giờ, vào cuối chu kỳ hiện tại, chúng ta dường như đang hướng tới một sự rung chuyển khác. Nhưng tôi tin rằng có tới một nửa nhân loài có thể sống sót sau cột mốc tiến hóa này. Tất nhiên, có rất nhiều biến số. Câu hỏi lớn đặt ra là có bao nhiêu sự phủ nhận hiện diện trong ý chí? Bao nhiêu cơn thần nộ đã tích tụ trong mẹ thân thánh? Liệu mẹ có giải phóng nào với liều lượng được đo lường hay tất cả cùng một lúc? Mẹ trái đất của chúng ta bao gồm ý chí chung của nhân loài và tất cả sự sống đang ở trên trái đất. Số lượng người trên trái đất chấp nhận những ý chí bị từ chối của mình đã đủ để ngăn chặn một cuộc tàn sát. Mẹ rất tức giận trước sự ngược đãi mà bà đã phải nhận. Chúng ta cần cho phép bà thể hiện bằng cách cho phép bản thân bộc lộ. Chúng ta cần gạt bỏ hình ảnh giác ngộ cao cả sang một bên và trung thực về những gì chúng ta thực sự cảm thấy, không còn giả vờ rằng chúng ta đang vượt qua tất cả. Chúng ta chưa, nhưng chúng ta sắp tìm ra cách. Chương 20: Xây dựng cơ thể ánh sáng tinh thể của bạn. Một, quá trình thăng lên cơ thể ánh sáng. Tôi đã nhắc đến nhiều lần về quá trình thăng lên cơ thể ánh sáng mức độ 5. Vì vậy, tôi hy vọng chương này sẽ làm rõ nhiều câu hỏi mà bạn có thể đặt ra. Đây là một minh họa sơ bộ dựa trên thông tin nhận được trực tiếp từ cái tôi cao hơn của tôi. Nó không có nghĩa là hoàn chỉnh vì sự phức tạp của khuôn mẫu chính nằm ngoài phạm vi của cuốn sách này. Từ quan điểm của não phải, chúng ta chỉ cần tiếp nhận các năng lượng được đưa đến từ chiều kích 5 và chỉ cho phép quá trình diễn ra dù sao đi nữa. Dường như có nhiều bước riêng biệt đối với sự chuyển đổi này và có những trải nghiệm khác nhau trong mỗi bước. Tôi chia các bước này thành 6 phần như sau. 1. Thanh lọc ý thức cũ, hợp nhất với nguyên nhân gốc. 2. Hòa hợp các cơ thể thấp hơn, tức là cơ thể vật lý, cảm xúc, tâm trí, trái tim và các cơ thể vi tế với tinh thần. 3. Tiếp nhận mà kích hoạt ánh sáng. 4. Tại lập trình DNA, tại cấu trúc tế bào và khởi tạo khuôn mẫu chính. 5. Chuyển đổi các chức năng sinh lý từ cấu trúc carbon sang cấu trúc silicon. 6. Dịch chuyển chiều kích, mật độ, thăng thiên. Thanh lọc ý thức cũ, hợp nhất với nguyên nhân gốc. Đây là bước khó nhất nhưng quan trọng nhất. Những gì cần phải được thanh lọc có thể được tóm gọn trong 3 từ: sự phản xét, phủ nhận và tội lỗi, trái ngược với những gì mà nhiều người theo phong trào thời đại mới New Age muốn tin.
hầu như tất cả chúng ta vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi bộ ba khét tiếng này. Phần lớn những gì chúng ta đã chấp nhận là sự thật thực sự là một tập hợp các niềm tin được duy trì bởi sự phán xét, được củng cố bởi cảm giác tội lỗi và bị vô hình bởi sự phủ nhận. Đây là lý do tại sao tôi dành toàn bộ chương 17 cho những điều kiện này. Nếu bạn nhớ lại chương 4, chúng ta đã nêu một hệ thống niềm tin cốt lõi được phong trào thời đại mới ra sức ủng hộ. Thượng đế là hoàn hảo, là tình yêu không thay đổi. Mặc dù điều này có thể là một phần của Thượng đế, nhưng sự hiểu biết của tôi là Thượng đế cũng đang phát triển và mở rộng trong từng khoảnh khắc. Và kể từ khi chúng ta được tạo ra theo hình ảnh và giống với Ngài, Thượng đế cũng đang chữa lành và hợp nhất sự phán xét tội lỗi và phủ nhận. Nói cách khác, tất cả cuộc sống là sự phản chiếu của Thượng đế. Nguyên nhân của mọi sự phủ nhận là do nghĩ rằng mình sai, tức là không chấp nhận bản thân một cách vô điều kiện trong thời điểm hiện tại. Phần bị phủ nhận nặng nề nhất của chính chúng ta là cơ thể cảm xúc. Chúng ta không chấp nhận bất cứ điều gì chúng ta đang cảm thấy từng giây phút. Sau đó chúng ta đánh giá cảm giác đó là phi tinh thần, do đó củng cố sự phủ nhận, hoặc chúng ta cho phép cảm giác bộc lộ, nhưng sau đó cảm thấy tội lỗi vì đã thể hiện nó. Cảm giác tội lỗi làm tiêu hao năng lượng và ngăn cản chúng ta có đủ độ rung động để hợp nhất được nguyên nhân gốc. Hợp nhất nguyên nhân gốc có nghĩa là sự hiểu biết chính xác ở tầng thứ cảm giác. Những gì đã diễn ra tại thời điểm cá nhân hóa của chúng ta với tư cách là những linh hồn được sinh ra từ Thượng Đế, cho đến khi hiểu được sự phán xét tội lỗi và sự phủ nhận, mọi điều chúng ta nghĩ, nói và làm hoặc tin sẽ đưa chúng ta xa cách Thượng Đế hơn. Tôi đề nghị bạn đọc lại chương 3, 4 và 17 để củng cố hiểu biết của bạn về nguyên nhân gốc. Hòa hợp các cơ thể thấp hơn với tinh thần. Mặc dù chúng ta đã xem xét nhiều hệ thống tư tưởng liên quan đến tầng thứ luân xa và cơ thể, tôi sẽ nói ở đây về các tầng thứ thể chất, cảm xúc, tâm trí, trái tim và tinh tế. Chúng tương ứng với 6 tầng thứ nhận thức đầu tiên, tùy thuộc vào mô hình bạn sử dụng. Tham khảo chương 11. Nếu bạn cần ôn lại về mô hình từ thấp hơn, ở đây không ngụ ý bất kỳ đánh giá nào rằng bất kỳ tầng thứ nào trong số này đều kém hơn tinh thần. Để ôn lại, tầng thứ thể chất tương ứng với luân xa thứ nhất và thứ hai, chức năng sinh tồn và sinh sản. Cơ thể cảm xúc gắn liền với luân xa thứ ba, đám rối mặt trời, là nơi trụ ngụ của ý chí và liên quan đến quyền lực trực giác, khả năng tiếp thu và mong muốn. Cơ thể tâm trí bao gồm các luân xa thứ 5 và 6 và xử lý các niềm tin, ý tưởng, khái niệm, giao tiếp và trí tưởng tượng. Tầng thứ trái tim liên quan đến luân xa thứ 4 và đại diện cho trải nghiệm cuộc sống tập thể của linh hồn cá thể, cũng như điểm cân bằng của tình yêu và sự chấp nhận vô điều kiện. Các thể vi tế, thể vía, thể dị thải và nhân quả tương ứng với các luân xa phía trên. Lưu ý của tác giả: có lý do tại sao tôi tiếp tục lặp lại các khái niệm nhất định theo định kỳ. Chúng ta cần lập trình lại tâm trí của mình để có thể chấp nhận ý tưởng về sự hợp nhất, và sự lặp lại sẽ đẩy nhanh quá trình này. Vì vậy, hãy kiên nhẫn với tôi. Bản chất tam thể của Thượng Đế là tình yêu, trí tuệ và sức mạnh, tương ứng với trái tim, tâm trí và ý chí. Để sẵn sàng nhận mã kích hoạt ánh sáng, các cơ thể này phải được đồng điều với cơ thể vật lý. Hầu hết những người tiến hóa về mặt tinh thần đã điều chỉnh tâm trí và trái tim, nhưng họ vẫn tin rằng họ phải phủ nhận cơ thể và cảm xúc. Tôi hiểu rằng cả chỉ thể xác là một con đường vòng trên con đường tiến hóa, và rằng chúng ta có ý định tiến hóa tất cả các cơ thể thấp hơn của chúng ta lên các chiều kích cao hơn. Sự hòa hợp hoàn chỉnh có nghĩa là tất cả các tầng thứ có liên lạc rõ ràng với nhau và đang hoạt động như một tổng thể hài hòa, tiếp nhận mà kích hoạt ánh sáng. Đây là quá trình đưa ánh sáng vào tế bào của cơ thể để chuẩn bị gây đột biến cấu trúc gen. Bước 4. Kích hoạt ánh sáng được tạo ra một cách tự động khi các cơ thể thấp hơn được hòa hợp. Quá trình này
được đẩy mạnh nhờ sự can thiệp của thần thánh dưới hình thức hỗ trợ từ các sinh mệnh ánh sáng, người ngoài hành tinh đã tiến hóa, thiên thần, vân vân, và bằng cách thực hành chữa lành như thiền định, chỉnh thể, bodywork, thở tái sinh, rebirthing, yoga, hình dung, ghé thăm cặp điểm xoáy năng lượng và linh thiêng, và nhóm tập trung vào các hoạt động chữa lành, nó cũng đang được tăng tốc bởi sự hồi tụ hài hòa, sự kích hoạt cảnh cổng 11-11 và sự tiến động thẳng hàng xảy ra vào năm 2012. Việc sử dụng các kim tự tháp, tinh thể, đĩa Pleiades, bộ dao đồng đa sóng và các thiết bị Radionics cũng có thể hữu ích. Tuy nhiên, việc sử dụng các thiết bị này trước khi hòa hợp các phần cơ thể thấp hơn có thể gây nguy hiểm, vì các thiết bị này có thể làm tăng tốc độ tiến hóa của từng cơ thể một cách không cân đối, tức là các cơ thể chưa được hòa hợp nhất có thể không thể bắt kịp những cơ thể tiến hóa hơn. Những sự chuẩn bị bổ sung có thể bao gồm thanh lọc chế độ ăn uống và cải thiện vận động. Người ta khuyến cáo rằng nên hạn chế uống rượu, caffeine, đường, thuốc lá và thịt đỏ, mặc dù mỗi người cần tuân theo hướng dẫn từ bên trong của mình về điều này. Tại lập trình DNA và khởi tạo khuôn mẫu chính. Khuôn mẫu chính là chương trình chuẩn bị cho cơ thể vật lý thực hiện chuyển đổi nguyên tử thực tế trước khi thăng thiên, chi tiết trong bước 5 bên dưới. Để minh họa cho quá trình này, tôi muốn kể lại một trải nghiệm mà tôi đã có vào năm 1991. Trong hình dung này, một sinh mệnh ánh sáng đến với tôi và với sự cho phép của tôi đã đưa một thiết bị cậy ghép tinh thể vào đám rối mặt trời của tôi. Tôi được thông báo rằng trong vài tuần tới, cơ thể tôi sẽ trải qua quá trình tái cấu trúc và chuyển đổi nguyên tử. Sau đó tôi nhìn thấy thông qua tâm thức vũ trụ một chương trình máy tính sinh học đang được kích hoạt để chuẩn bị cho cơ thể. Chương trình này rất phức tạp và bao gồm những thứ như cách điều chỉnh hormone để chống lại những thay đổi nhanh chóng của môi trường và cách điều chỉnh quá trình tiêu hóa và đào thải trong quá trình chuyển đổi, vân vân. Tôi được thông báo rằng tôi có thể bắt đầu trải qua những cảm giác kỳ lạ trong cơ thể và tôi đã có thay đổi trong khả năng nghe của tôi ngay sau đó. Chuyển đổi nguyên tử carbon thành nguyên tử silicon. Tôi được thông báo rằng quá trình chuyển đổi thực tế từ dạng sống dựa trên carbon sang dạng sống dựa trên silicon sẽ bắt đầu vào khoảng giữa tháng 11 năm 1991 đến tháng 1 năm 1992 và sẽ hoàn thành vào khoảng năm 2030. Những hiểu biết sơ đẳng của tôi về hóa học liên quan như sau, miêu tả dưới đây là sự tinh giản của quá trình thực sự. Carbon có hai quỹ đạo electron với 4 electron ở lớp vỏ ngoài cùng, silicon có 3 quỹ đạo electron cũng có 4 electron ở lớp vỏ ngoài cùng để tạo silicon từ carbon. Các điện tử mới phải được đưa vào nguyên tử và các điện tử bắt đầu phải được kích thích tạo thành một quỹ đạo mới. Các electron mới sẽ chạy vào nguyên tử từ các trường điện tử của vũ trụ. Khi năng lượng đi vào trái đất tiếp tục gia tăng độ rung động, một khối lượng tới hạn sẽ đạt đến nơi các trường điện tử trở nên đủ mạnh để đưa các electron vào nguyên tử, do đó kích thích các electron hiện có hình thành quỹ đạo mới. Quá trình kết tinh thực tế của cơ thể ánh sáng diễn ra như sau. Các dạng sống dựa trên carbon nhận được oxy và thải ra carbon dioxide. Các dạng sống dựa trên silicon nhận oxy và tỏa ra, hoặc trong trường hợp này là bức xạ silicon dioxide. Sản phẩm tạo thành SiO2 là tinh thể nguyên chất tương đương với thạch anh. Silicon là một chất bạn dẫn và thạch anh là một chất dẫn truyền tự nhiên có khả năng nhận và bức xạ các tần số điện từ khác nhau. Dịch chuyển chiêu kích mật độ thăng thiên, khi cơ thể ánh sáng silicon tiếp tục tăng độ rung động, mở ra nhiều năng lượng vũ trụ hơn từ chiêu kích 5. Nó bắt đầu phát quang, khúc xạ và phản xạ ánh sáng qua nhiều khía cạnh của nó.
Trường hào quang xung quanh cơ thể ánh sáng trở nên tích điện cao, tạo ra một điểm xoáy hoặc xoắn nhỏ. Một số người có tầm nhìn xa đã mô tả điều này là vòng xoắn ốc của ánh sáng trắng, và gần đây tôi đã nhìn thấy một bức ảnh cho thấy một cột ánh sáng xoắn ốc đi lên qua hào quang của một người. Trong The Case of Enoch và các tác phẩm khác, ngọn lửa thăng thiên được mô tả là có hình dạng kim tự tháp, và khi nó bốc lên, nó bị nén vào viên đá trên cùng của kim tự tháp, cuối cùng hợp nhất trong một điểm kỳ dị, điểm mô phỏng vô hạn ở trên cùng của viên đá. Điều này có thể được xem tương ứng với hiện tượng lỗ vuông trong vật lý, sự tương tác của lỗ trắng và lỗ đen. Trong vật lý học mới, người ta tin rằng lỗ vuông là cánh cổng dẫn đến một chiều kích khác, và có vẻ như sau đó lỗ vuông nhỏ được tạo ra bởi ngọn lửa thăng thiên cũng sẽ dịch cơ thể vật chất sang nhiều chiều kích tiếp theo, có vẻ như cánh cổng 11-11 xảy ra vào ngày 11 tháng 1 năm 1992, có thể là sự sáng tạo tập thể của hàng nghìn linh hồn riêng lẻ, một lỗ vuông khổng lồ, có lẽ được tạo ra bởi những người đã ở trên vòng xoáy thăng thiên. Nói cách khác, cánh cổng này và cổng xuất hiện vào ngày 21 tháng 12 năm 2012, hoạt động như chất xúc tác để kích hoạt thăng thiên. Tóm lại, tôi được nhắc nhở rằng tất cả cuộc sống là một sự phản ảnh. Những gì chúng ta nhìn thấy trên thế giới phản ảnh trạng thái bên trong của chúng ta. Vì vậy, khi chúng ta nhìn thấy thứ gì đó gây ra nỗi sợ hãi hoặc tức giận, chúng ta biết chúng tôi có cơ hội để chữa lành và gắn kết một phần của chính mình. Chìa khóa để đi lên cơ thể ánh sáng tinh thể của chúng ta là học cách chấp nhận một cách yêu thương tất cả các bộ phận của bản thân, cả bên trong và bên ngoài. Tôi mong đợi được cùng bạn thăng thiên. 2. Sự phân mảnh linh hồn và sự bất tử về thể chất. Bây giờ tôi sẽ xem xét hai chủ đề khá phức tạp hơn liên quan đến sự tiến hóa của linh hồn. Có một số giai đoạn của trải nghiệm linh hồn trên hành tinh này. Một, linh hồn được sinh ra từ Thượng Đế. 2. Tách biệt và hạ xuống chiều kích 3 trái đất. 3. Tái sinh và phân mảnh. 4. Thăng lên về tinh thần. 5. Hợp nhất và bất tử về thể chất. Và 6. Thăng thiên về thể chất và tiến hóa đến vòng xoáy tiếp theo của sự tồn tại. Sinh ra từ Thượng Đế. Lúc ban đầu có một bản thể hiện hữu. Từ bên trong một bản thể, một linh hồn đã được hình thành. Giống như một tế bào phân chia và phân chia lần nữa, linh hồn đơn lẻ này bắt đầu tạo ra những sinh mệnh mới từ bản chất ban đầu của nó. Mỗi linh hồn mới là một hình ba chiều của nguyên bản, một mảnh ghép, tuy nhiên là một bản thể riêng lẻ hoàn chỉnh, mặc dù những linh hồn này đã được phân chia thành những bản riêng lẻ, nhưng chúng không hề tách rời nhau. Bên trong mỗi linh hồn là kế hoạch chi tiết cho sự tiến hóa từ một mô hình thu nhỏ, một chiều kích đến một vũ trụ hoàn chỉnh, đa chiều kích do chính nó tạo ra. Tách biệt, khi sự sáng tạo tiến triển, những linh hồn riêng lẻ hoàn chỉnh này cuối cùng tách khỏi nhau và rơi vào không gian vô định. Trải nghiệm này rất đau thương và là cơ sở cho sự chia tách, hay còn gọi là sự trượt xuống từ thiên đường. Nhiều người trong số những linh hồn bị chia tách này đã bắt đầu vòng xoáy tiến hóa của họ trên trái đất hoặc các hành tinh tương tự trong ảnh ba chiều của nguồn. Họ khám phá ra bản chất của mình được tạo thành từ nhiều khía cạnh, một dạng vật chất, một rung động cảm xúc, một cơ quan cảm nhận tâm trí và nhiều thể vi tế khác. Phân mảnh, sang chấn của việc hạ xuống vào vật chất khiến các khía cạnh linh hồn này bị chia cách và vỡ vụn. Do đó, vào thời điểm bắt đầu nhập thể trên trái đất, họ gần như hoàn toàn mất ý thức. Ngay sau đó, mật độ và tính nhìn nguyên vốn có trong chiều kích 3 đã gây ra sự phân mảnh hơn. Hơn nữa, trong bản thể bên trong của những linh hồn này, nhiều mảnh linh hồn đã trở nên đồng nhất với cơ thể và những phần khác đi vào vô thức.
Bởi vì cơ thể bị cắt khỏi phần còn lại của linh hồn, nó không thể tự tái tạo và cuối cùng bắt đầu hư hỏng và chết. Bản chất linh hồn còn lại sau đó phải tạo ra một phương tiện khác cho sự tồn tại ở trần gian của nó. Và do đó, sự luân hồi bắt đầu. Nhiều kiếp, linh hồn không nhận thức được bản chất tinh thần của nó và dành phần lớn thời gian giữa các hiện thân ở các chiều kích astral. Cuối cùng, linh hồn đã có đủ nhận thức về bản chất tinh thần cao hơn của mình để có thể đi lên khỏi thể xác khi chết và đi đến các cõi tinh thần giữa những lần tái sinh. Thăng lên về tinh thần và hệ quả phân mảnh. Trong khi thăng lên qua cả chết, tinh thần thoát ra khỏi thể xác. Tuy nhiên, còn lại nhiều thứ hơn là một cái vỏ rộng. Mặc dù cơ thể bị phân hủy, phần lớn bản chất linh hồn, phần chưa tiến hóa đủ để thăng lên cùng với tinh thần, vẫn ở trong các cõi giới mật độ thấp hơn của các chiều kích astral, vía và dị thái. Bản chất này do đó trải nghiệm sự tách biệt và phân mảnh khỏi bản chất tinh thần cao hơn của linh hồn thăng lên. Các mảnh của bản chất tách biệt này đi lang thang qua các cõi giới astral, vía và dị thái, xuất hiện dưới dạng bóng ma, hiền hồn, yêu tinh, vong linh và các dạng năng lượng khác nhau. Trong mong muốn thống nhất và hòa hợp, bản thể này tìm cách gắn mình với những sinh mệnh hóa thân khác, đôi khi sống chung trong thể xác của những linh hồn khác và đang xen vào bản thể của nó. Khi những người có bản chất linh hồn đang xen đến với tôi hoặc đến với những người thấu thị khác để được đọc hoặc chữa lành, họ thường xuất hiện với trong trạng thái với nhiều mảnh ghép năng lượng được dệt vào trong trường hào quang của họ. Có thể có một số lớp bản chất từ những linh hồn khác che phủ bản chất thực sự của họ. Không phải tất cả các bản chất linh hồn gắn với một người đều đến từ những vong linh. Thông thường, các linh hồn có thể kết nối với nhau khi vẫn còn trong thể xác. Nói cách khác, một mảnh bản chất từ một linh hồn đã tách ra khỏi thể xác và gắn với một linh hồn khác. Một trong những cách phổ biến nhất mà điều này xảy ra là thông qua quan hệ tình dục. Cách khác là thông qua liên kết gia đình. Nhiều người nhầm lẫn kiểu kết hợp này với sự hợp nhất tinh thần cao hơn. Khi những linh hồn tiến hóa cao tròn vẹn, hoàn chỉnh thăng lên hòa nhập vào nhất thể. Khi một người chết đi, bản chất của linh hồn đó có thể phân mảnh vào bất kỳ chiều kích và khung thời gian tùy thuộc vào tầng thứ nhận thức của linh hồn tại thời điểm chết. Nếu trong lúc đó bản chất bị bỏ lại đã tự gắn vào cơ thể của các linh hồn khác, thì bản chất tinh thần tái sinh có thể nhập vào một cơ thể mới và không thể kết nối lại với bản chất bị bỏ lại. Trong trường hợp này, linh hồn có thể gặp những phần của chính mình ở những người khác trong thế giới thời gian mới này. Trên thực tế, nếu linh hồn có đủ nhận thức, nó có thể thu hút một cách có ý thức hoặc vô thức người có những mảnh bản chất của chính nó được gắn trong họ, với hy vọng rằng họ có thể lấy lại bản chất này. Nếu một linh hồn đủ tiến hóa, nó có thể một cách từ tính thu hút trở lại bản chất của chính mình từ những linh hồn khác khi cơ thể của linh hồn đã chết, hoặc khi linh hồn đó cắt đứt dây ràng buộc tâm linh. Có nhiều khía cạnh khác của sự phân mảnh linh hồn liên quan đến tiền kiếp, kiếp sau và các chiều kích khác. Điều này trở nên khá phức tạp và khó hiểu với trí năng, và vì vậy tôi sẽ không đi sâu vào nó ngay bây giờ. Lưu ý, cuốn sách hợp nhất linh hồn đi sâu hơn về chủ đề này.